Australia Vitamin Wholesale là nơi chuyên cung cấp xỉ lẻ tất cả các loại thực phẩm chức năng được sản xuất tại Úc, cũng như tất cả các loại sữa bột dành cho cả người lớn và trẻ em với mức giá phải chăng. Tất cả những mặt hàng của Australia Vitamin đều có trên website của công ty. Đặc biệt, Australia Vitamin cũng là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng để gửi quà về cho thân nhân và gia đình của mình tại Việt Nam. Phương châm của Australia Vitamins là nhận gửi quà với giá cả phải chăng và giao hàng tận nhà cho tất cả khách hàng từ Nam ra Bắc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Trinh hoặc Chiến qua số 0415 070 789 hoặc đến thẳng cửa hàng tại số 4/68 John Street, Cabramatta. Đình Nhung xin kính chào quý khán thính giả của Vietface TV. Rất vui khi trở lại với quý vị trong chương trình Thời sự Úc Châu ngày hôm nay, thứ Bảy 26 tháng 6 năm 2021. Và cùng hiện diện trong chương trình ngày hôm nay là nhà báo Lưu Dân. Xin kính chào nhà báo Lưu Vâng, Dân. Vâng, xin thân chào cô Đinh Nhung và xin kính chào quý vị. Vâng, Liên đảng Tự do Quốc gia trong tuần này đã có sự thay đổi chức vụ phó thủ tướng sau khi ông Barnaby Joyce đã trở lại với vai trò lãnh tụ của đảng quốc gia vào hôm thứ Hai. Xin nhà báo Lưu Dân cho biết sự khác biệt giữa ông Barnaby Joyce và ông Michael McCormack. Vâng, thưa quý vị, cái sự khác biệt giữa hai nhân vật này nó có nhiều cái khía cạnh khác nhau. Một bên là một cái người có thể nói là ăn nói rất là hùng hồn, có những cái khả năng thuyết phục người khác. Một bên thì có vẻ là hơi trầm lặng một chút và đôi khi nó không được nổi trội trong những cái cuộc chất vấn. Tuy nhiên, hai người cũng có những cái lập trường hay là về những cái quan điểm về chính trị nó cũng khác nhau mà chúng ta có thể lần lần đi vào chi tiết trong cái chương trình này. Tuy vậy, để nói về một cái cuộc, nghĩa là cuộc đời chính trị ba chìm bảy nổi của ông Barnaby Joyce thì có lẽ là chúng ta phải đi ngược lại một cái lịch sử một chút ít khi mà ông Barnaby Joyce còn làm lãnh tụ của đảng quốc gia và kiêm nhiệm luôn cái chức vụ phó thủ tướng. Thưa quý vị, từ năm 2018 thì nhiều cái vụ thâm cung bí sử nó bị xì ra liên quan đến cá nhân của ông Barnaby Joyce. Khi đó thì có một phụ nữ khá nổi tiếng ở Tây Úc, tức là bà Catherine Marriott, một cái người phụ nữ được bầu làm Woman Rural Woman of the Year của tiểu bang này, tức là một cái nhà, một phụ nữ trong hoạt động, có những cái thành tích hoạt động và thành tích cao ở trong cái việc, trong cái lĩnh vực nông nghiệp, và đã được trao tặng cái danh hiệu đó. Rồi sau đó thì ông Barnaby Joyce lại vướng vào một cái chuyện, những cái scandal khác, nó cũng liên quan đến cái vấn đề tình ái của ông ấy. Mặc dù rằng là một người vẫn còn đang có gia đình, nhưng mà ông có những cái gọi là cái liên hệ ngoài hôn nhân với một cái nữ nhân viên của mình. Cái chuyện đó thì có vẻ mình nghe đôi khi nó cũng quen quen rồi, nhưng mà cái chuyện này là ông này đã đang là phó thủ tướng, cho nên mặc dù là về mặt pháp lý cũng như là về mặt luân lý nó không có những cái gì ràng buộc ông cả, nhưng mà có thể là do những cái áp lực từ phía bảo thủ của đảng quốc gia đó thì khiến ông phải từ chức. Chúng ta cũng đều biết là đảng quốc gia thì cũng bao gồm nhiều cái đảng viên hoặc là nhiều cái đại diện dân cử thuộc cái có cái khuynh hướng hơi bảo thủ, và vì vậy họ không có coi cái việc mà mỗi người lãnh tụ của mình có những cái quan hệ tình ái lăng nhăng hoặc là có những cái này cái khác lại ở một trong cái cương vị lãnh đạo như vậy. Và mặc dù là tuy cái việc mà bà Marriott tố cáo ông đã có những cái sự gọi là sách nhiễu tình dục, và cái cuộc điều tra nó không đưa đến một cái kết quả nào hết, thành ra cho nên trên bề mặt đó thì ông không có gì phải từ chức hết, bởi vì ông không có bị kết tội, ông không bị gì hết. Nhưng mà trong về mặt đạo đức cũng như là về mặt uy tín lãnh đạo đó thì ông dường như là cũng bị đảng của mình không còn là tín nhiệm nữa, cho nên ông đã từ chức vào năm 2018 và lui lại ngồi ở cái hàng ghế sau như là một cái dân biểu bình thường. Những tưởng rằng là các cái chuyện đó thì nó cũng đã êm rồi, thì nó cho nên nhưng mà cho đến năm 2018 thì có những cái chuyện nó xảy ra không những cho ông Barnaby Joyce mà cho khoảng 5-7 vị dân biểu liên bang và nghị sĩ liên bang khác cũng bị
tước đi cái chức vụ dân biểu hoặc là nghị sĩ của họ vì họ mang song tịch ở trong cái chính trường Úc. Như chúng ta biết là điều 44 của hiến pháp Úc thì không cho phép những cái người nào mà có song tịch hoặc là không có quốc tịch Úc nữa mà ứng cử dân biểu hoặc là nghị sĩ ở quốc hội tiểu bang và liên bang. Khi mà ông Barnaby Joyce ứng cử ở cái đơn vị Riverina của ông đó thì ông còn mang quốc tịch Tân Tây Lan. Và do đó thì ông bắt buộc phải trao lại cái ghế dân biểu đó, sửa đổi lại cái quốc tịch của mình. Và sau đó may mắn thay là ông cũng đã tái đắc cử trong một cái cuộc bầu cử bổ sung. Và ông lại trở lại cái quốc hội liên bang. Rồi năm 2020, có lẽ là cảm thấy cô đơn quá ở hàng ghế sau hay không thì không biết. Nhưng mà ông lại thách thức cái người lãnh đạo của mình, tức là ông Michael McCormack, để giành lại cái chiếc ghế cũ của mình. Nhưng mà lần đó ông lại thất bại. Và lần này thì một cái cơ may khác lại đến khi mà một cái người bạn thân của ông đó, tức là ông Matt Canavan, yêu cầu một cái cuộc họp khẩn cấp của đảng quốc gia và hồi cuối tuần vừa qua. Và sau một cái cuộc bỏ phiếu để bầu chọn lãnh tụ mới đó, thì ông Barnaby Joyce được 11 phiếu ủng hộ, trong khi đó ông Michael McCormack chỉ có 10 phiếu thôi, tức là cách nhau chỉ có một phiếu rất là mong manh. Và ông đã tuyên thệ trước tổng toàn quyền của Úc để đảm nhiệm lại cái chức vụ phó thủ tướng và lãnh tụ của đảng tự do. Vâng, với sự trở lại của ông Barnaby Joyce với tư cách là phó thủ tướng, thì thưa nhà báo Lưu Dân, là có khó khăn gì gây ra cho cá nhân của Thủ tướng Morrison nói riêng hoặc là cho đảng tự do nói chung ở cấp liên bang hay không? Chúng ta biết là Liên đảng Tự do Quốc gia là một cái liên minh chính trị để mà cầm quyền. Thì cái liên minh chính trị nó đã kéo dài từ nhiều chục năm nay rồi chứ không phải là bây giờ, bởi vì chỉ riêng mỗi một đảng đơn độc thì cũng khó lấy được cái đa số phiếu của cử tri, và vì vậy họ liên kết với nhau để chống lại cái phe đối lập. Và cái mô thức này đã thành công trong nhiều cái kỳ bầu cử liên bang. Thì trong cái nhiệm kỳ hiện nay, lãnh tụ của đảng Tự do, tức là cái đảng lớn hơn, là ông Scott Morrison, và bên phía đảng Tự do cũng kết hợp với nhau để lập thành một cái chính phủ liên đảng Tự do quốc gia. Sự trở lại của ông Barnaby Joyce có thể là một cái chuyện nhức đầu đối với cái thủ tướng Scott Morrison, bởi vì hai lẽ. Cái lẽ thứ nhất là ông là cái người chống lại cái chuyện mà giảm khí thải nhà kính đến zero vào năm 2050. Cần nhắc lại ở đây một chút xíu là trong tuần trước, thủ tướng Scott Morrison đã sang nước Anh để mà tham dự cái hội nghị G7. Thì trong cái hội nghị G7 này đó thì một trong những cái vấn đề quan trọng mà họ thảo luận đó là của các cái nền kinh tế mạnh ở trên thế giới đó, là đến một cái sự cam kết là vào năm 2050 thì cái họ sẽ hạ giảm cái mức độ khí thải nhà kính xuống còn zero, còn số 0. Nhưng mà nước Úc thì không cam kết cái chỉ tiêu đó, bởi vì nhiều cái lý do khác nhau, mà trong đó cái lý do chính là để bảo vệ công ăn việc làm cho những cái công nhân ở vùng nông thôn. Mà chúng ta đều biết là cái đảng quốc gia là đảng đại diện của cử tri ở vùng nông thôn. Và vì vậy đó, nó sẽ xảy ra một cái chuyện khá mâu thuẫn giữa đảng tự do và đảng quốc gia. Vì một bên là đảng tự do cũng vẫn muốn đi theo cái con đường mà các cái nước G7, cái nhóm G7 nó cam kết. Nhưng mặt khác đó, đảng quốc gia lại muốn dành cái quyền lợi cho cái cử tri trong cái vùng nông thôn của mình. Vì bởi vì nếu mà tiến đến cái lập luận của ông Barnaby Joyce rất là đơn giản, ông nói rằng là ở vùng nông thôn đó thì nếu mà đến cái mục tiêu giảm khí thải nhà kính xuống còn zero trong vòng 30 năm tới đó, sẽ khiến cho khoảng nửa triệu người mất việc. Và sở dĩ mà chúng ta có một cái cuộc sống cao, có một mức sống cao như bây giờ là vì họ có nguồn lợi tức, và cái nguồn lợi tức đó đến từ xuất cảng hàng hóa của nước Úc, nông phẩm, khoáng sản, vân vân. Và nếu mà chúng ta giảm cái khí thải nhà kính xuống, nó có nghĩa là cái mức xuất cảng của chúng ta sẽ xuống, và dĩ nhiên là cái GDP cũng như là lợi tức cá nhân từng người sẽ giảm xuống. Ông đưa ra một cái câu hỏi khiến cho nhiều cái người mà ủng hộ cái chuyện này đó rất là khó trả lời. Bởi vì ông nói là nếu quý vị muốn duy trì cái mức sống như bây giờ
Nếu mà quý vị muốn nền kinh tế Úc phát triển, nhưng mà quý vị lại muốn hạ giảm cái khí thải nhà kính xuống, thì quý vị muốn giảm cái mức sống của quý vị xuống bao nhiêu? Cho nên đây là một cái chuyện nó không những cái liên quan đến cái vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu, nhưng mà nó còn liên quan đến từng cái nền kinh tế riêng nữa. Bởi vì ông cho rằng là nếu mà Úc đi theo những cái con đường đó, tức là Úc đã phản bội lại cử tri vùng nông thôn của mình. Vấn đề thứ hai mà có thể là nó gây nên một cái sự xung đột khác giữa ông Thủ tướng Scott Morrison và tân Phó Thủ tướng Barnaby Joyce là vấn đề phụ nữ. Chúng ta biết là ông Barnaby Joyce có những cái tì vết ở trong quá khứ về vấn đề phụ nữ rồi. Nhưng mà với tư cách Phó Thủ tướng, ông lại là một thành viên ở trong cái ủy ban về vấn đề phụ nữ của chính phủ liên đảng. Và điều này đã khiến cho các nữ cử tri hơi giật mình. Bởi vì dù muốn dù không, có thể ông là vô can, có thể là ông không bị chứng minh là phạm tội gì hết. Nhưng mà thưa cô, trong chính trị đó, một cái tì vết không cũng đủ làm hại đời của một chính trị gia rồi. Dạ thưa vâng. Vâng, cũng trong tuần này thì chính phủ New South Wales cũng đã công bố ngân sách của năm 2021-2022. Qua đó cho thấy là New South Wales đã có một cái xoay hướng rất là ngoạn mục. Mà sau khi mà Bộ trưởng Ngân khố của New South Wales là ông Dominic Perrottet đã loan báo là New South Wales có thể sẽ trở lại mức thặng dư ngân sách trong vòng 3 năm tới, tức là năm 2024-2025. Vậy xin nhà báo Lưu Dân có thể cho biết là những cái điểm chính trong ngân sách lần này. Cái sự xoay ngược lại từ cái số âm thành cái số dương của một cái nền ngân sách là một cái sự nghĩa là mầu nhiệm trong cái hoàn cảnh đại dịch bây giờ thưa cô. Bởi vì trước đây thì các cái kinh tế gia đều tiên đoán là cái nền kinh tế Úc nói chung và cái nền kinh tế của cái tiểu bang New South Wales nói riêng đó, có thể là sẽ ở cái mức âm và có thể là đi sâu hơn vào cái giai đoạn gọi là suy thoái lâu dài. Họ tiên đoán đến 10 năm lận. Vì khó có một cái nước nào, có một cái nền kinh tế tương đối nhỏ ở trên so với khắp thế giới đó, như Úc chẳng hạn, với một cái dân số khiêm tốn 25 triệu dân mà có thể thoát qua cái hậu quả của đại dịch đối với cái nền kinh tế của mình được. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy nền kinh tế Úc trên phạm vi toàn quốc đã có những cái sự hồi sinh, và chỉ riêng trong tuần qua khi mà ông Dominic Perrottet, tức là Bộ trưởng Ngân khố của tiểu bang New South Wales, công bố rằng là trong 3 năm tới thì New South Wales có thể trở lại cái con số dương rồi, có nghĩa là trở lại một cái tình trạng thặng dư ngân sách. Điều này nói cái gì? Điều này nói là đến cái sự phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế ở tiểu bang. So với các cái tiểu bang khác thì có thể là New South Wales cũng vượt trội hơn nhiều cái tiểu bang khác, thí dụ như là ở ở Victoria chẳng hạn. Melbourne là một cái tiểu bang bị thiệt hại khá nặng, và một vài cái tiểu bang khác ngoại trừ ở Western Australia thì nhờ tài nguyên khoáng sản, nhờ quặng sắt vân vân đó, thì họ còn có thể sống sót được và có thể vẫn còn ở cái mức ngân sách thặng dư. Nhưng mà khi mà điều này xảy ra ở New South Wales thì người ta nhìn nó với một con mắt rất là ngạc nhiên. Nhưng mà khi mà phân tích kỹ ra trong những cái con số do Bộ Ngân khố ở New South Wales đưa ra, người ta thấy sở dĩ mà New South Wales sống sót được, sở dĩ mà ông Perrottet có những cái dự đoán khá tích cực như vậy là nhờ hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cái tiền thuế quan liêm. Không biết là cô mua nhà mấy lần rồi, và không biết là cô có chú ý đến cái số tiền mà mình đóng góp cho chính phủ qua cái dạng gọi là thuế quan liêm hay không. Nhưng mà thuế quan liêm ở New South Wales mắc lắm thưa quý vị. Bởi vì nếu mà quý vị mua một cái căn nhà tôi đại khái là 1 triệu đô la đi, thì cái thuế con niêm và là hơn 30 mấy ngàn rồi, nếu mà cộng cả tiêu hành tỏi ớt của nó thì khoảng 50 ngàn. Thì đây là một cái con số khá lớn đối với cái ngân sách của từng gia đình, từng cá nhân. Nhưng mà khi mà mình gộp lại tất cả những cái con số đó để trở thành một phần của ngân sách của tiểu bang, là con số đó vượt lên 1 tỷ. Tức là thay vì người ta dự đoán là khoảng có 8 tỷ ở trong vòng năm nay, nhưng mà con số đó thực sự nó vượt trên 10 tỷ. Và đây cũng là một cái sự mầu nhiệm khác, một cái sự nghĩa là khá ngoạn mục khác. Bởi vì người ta nghĩ rằng là trong cái thời buổi đại dịch này thì ai mua nhà, phải không? Nhưng mà cô cũng biết rồi, giá nhà trong 6 tháng vừa qua đã tăng một cách chóng mặt, tăng khủng khiếp.
Và lại là một cái câu hỏi khác, người ta lấy tiền đâu ra mua nhà? Nó lại là những cái yếu tố mà ít người ngờ trước, hay là ít người tiên đoán được là cái số tiền dân chúng tích góp lâu nay để mà có thể mà đặt tiền cọc mua nhà hoặc là vay mượn thêm trong cái thời buổi mà lãi suất gần như là thấp chạm đáy, cũng như là những cái đồng tiền mà những cái người Úc làm việc ở ngoại quốc đem về và họ hồi hương cả vài chục ngàn người trong cái thời buổi đại dịch này để trở về nước sống trong một cái môi trường nó khá an toàn hơn, thì họ không bằng làm gì khác hơn là mua nhà. Và vì vậy đó thì cái sự là hồi sinh hay là cái sự phát triển của cái thị trường địa ốc nó đã khiến cho cái hầu bao của tiểu bang nó gia tăng lên. Nhưng mà một cái điều nữa mà khiến cho nhiều cái tiểu bang khác nhìn vào New South Wales như là một cái trường hợp thành công khá cụ thể và khá điển hình đó là cái sự nới lỏng các cái biện pháp và kiểm soát của New South Wales. Tức là bà thủ hiến Gladys Berejiklian đã không có phải áp dụng những cái biện pháp phong tỏa một cách chặt chẽ giống như là các cái tiểu bang Queensland hoặc là ở Melbourne vân vân. Và cũng chính nhờ những cái biện pháp này hay nhờ cái sự là dễ dãi này ha, thì cái nền kinh tế Úc cũng vẫn còn thở được, và do đó nó cũng tạo ra được một cái số thặng dư ở trong cái ngân sách quốc gia. Do đó thì ông Perrottet cũng nói rằng là ở trong 3 năm tới, trong cái kế hoạch khoảng cỡ 2024 đến 2025 đó, thì ngân sách của tiểu bang New South Wales có thể sẽ thặng dư từ khoảng 450-500 triệu đô la. Và đây là lần đầu tiên mà ngân sách của tiểu bang nó qua thành một cái con số dương và nó vượt qua cái thời kỳ u ám của 2 năm rồi. Vâng, như thưa nhà báo Lưu Dân vừa mới nói là cái lý do chính là nhờ vào cái lợi nhuận từ cái thuế con niêm stamp duty là cái thứ nhất đã vượt hơn cái mức dự phóng hơn 1 tỷ đô la. Lý do thứ hai nữa là vì New South Wales đã giảm không có bị phong tỏa nhiều. Nhưng hiện nay thì 4 khu vực hành chính của New South Wales đang bị phong tỏa. Thì liệu cái tình trạng phong tỏa này có ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển của nền kinh tế New South Wales hay không? Đó là một cái câu hỏi bạc tỷ thưa cô. Nếu mà tôi trả lời được thì có lẽ là bà Jacqueline sẽ mời tôi lên ngồi bên cạnh để hỏi ý kiến. Nhưng mà rõ ràng là mình cũng có thể nhìn thấy trước được một cái con số đường đi. Nó tùy theo cái sự lây lan hoặc là cái phạm vi rộng hay hẹp của cái sự lây lan đó. Chúng ta biết rằng là 4 cái khu vực bị phong tỏa nó đều nằm ở trong cái vùng trung tâm của New South Wales là Sydney và các cái vùng phụ cận. Lẽ ra thì người ta nghĩ rằng là cái sự phong tỏa nó phải rộng hơn một chút xíu để mà có thể là bảo đảm được cái sự an toàn cho cái sự lây lan. Nhưng mà theo lời khuyến cáo của các cái cố vấn y tế cũng như là những cái chuyên viên về dịch học thì họ nói bây giờ chúng ta phải chấp nhận những cái nguy hiểm. Và chính bà Berejiklian cũng nói là đây là một cái thời điểm mà rất là hãi hùng, đang rất là kinh hoàng, bởi vì bất cứ một cái sự tính toán sai lầm nào hay là bất cứ một cái sự nghĩa là rủi ro nào mà mình có thể chấp nhận được đều đem đến những cái hậu quả hoặc là những cái kết quả khác nhau. Và vì vậy đó thì cho đến nay, cho đến khi mà cái thời buổi chúng tôi hậu chuyện với quý vị đây thì chỉ có 4 cái khu vực ở vùng nội thành Sydney bị phong tỏa mà thôi. Những cái sự thay đổi về cái diện hoặc là những cái diện tích bị phong tỏa đó nó sẽ đi theo cái chiều hướng nào thì tùy theo cái tình hình bệnh dịch nó sẽ trong vòng vài ngày tới. Chúng ta có thể nói rằng là căn cứ trên những cái kinh nghiệm vừa qua đó thì New South Wales cũng đã khá thành công trong cái việc mà theo dõi, ngăn ngừa rồi có những cái biện pháp nó thích ứng và những cái thời điểm nó thích hợp. Nhưng mà người ta vẫn, đây là một cái ẩn số mà có thể là chúng ta phải theo dõi hàng ngày. Và chính phủ trong cái tư cách là những cái người trách nhiệm về quản lý cái chuyện này đó sẽ có những quyết định đúng đắn hoặc là có những cái quyết định kịp thời mà thôi thưa cô. Và những cái tiên đoán của ông Perrottet trong cái việc mà ngân sách sẽ trở thành thặng dư, mọi người đều vui vẻ vân vân thì nó chưa hẳn là một cái kết luận nó có tính cách chính xác 100%. Vâng, thưa nhà báo Lưu Dân, là nhân nói về ngân sách của New South Wales thì cũng chính trong buổi tiệc hậu ngân sách vào tối thứ ba vừa qua
thì Quốc hội của New South Wales đã phải đóng cửa để khử trùng sau khi mà Bộ trưởng Nông nghiệp là ông Adam Marshall đã bị phát hiện là dương tính. Và trong bối cảnh này thì có thể là nghị trường của New South Wales cũng sẽ rối ren trong thời gian sắp tới. Thì theo nhà báo Lưu Dân suy nghĩ như thế nào? Điều này nó nói lên hai điều cô. Thứ nhất là cái con coronavirus nó không có kỳ thị ai hết. Dân thường như mình cũng bị, đến ông bộ trưởng cũng bị luôn. Mặc dù rằng ai cũng biết là cái môi trường ở trong cái tòa quốc hội của New South Wales là một cái môi trường được bảo vệ rất là kỹ. Nhưng mà cái điều đó không có nghĩa là con coronavirus nó không len nó vô được. Nó vẫn lọt vào được. Nó vẫn lèo lọt vào được. Cái thứ hai đó là nhờ những cái tiến bộ kỹ thuật, hiện bây giờ người ta không cần phải có mặt chung một phòng nữa để mà có thể họp được. Người ta có thể họp trực tuyến qua những cái màn hình, người ta có thể liên lạc với nhau bằng mobile phone, người ta có thể tiếp xúc với nhau hoặc là có những cái sự như là tham vấn ý kiến với nhau mà không cần phải gặp nhau. Và vì vậy, về sinh hoạt chính trường thì nó có thể nó sẽ không có những cái trở ngại lắm. Nhưng mà có những cái trường hợp đặc biệt thì dĩ nhiên là phải gặp mặt nhau. Rồi phải là tranh luận, phải chất vấn, phải đấu đá với nhau thì người ta cũng không biết là nó sẽ xảy ra trong một cái dạng thức nào, hoặc là nó có xảy ra hay không, hoặc là chính phủ với cái tư cách là những cái người hành nhiệm hay là những người được ủy nhiệm thực hiện cái quyền lực của mình đó sẽ có những cái biện pháp gì. Có thể là ngay sau chương trình này chẳng hạn, quý vị cũng sẽ nghe thấy là bốn cái vùng đó được giải tỏa rồi, không có chuyện gì phải lo hết. Hoặc là một cái tin xấu hơn là ngoài cái 4 vùng đó thì có thể là 10 vùng nữa bị phong tỏa. Chúng ta đang ở một cái thời buổi hết sức là mong manh và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nó xảy ra theo chiều hướng tốt hay là chiều hướng xấu. Thì mọi người có lẽ là nên theo cái lời khuyên của bà Gladys Berejiklian. Chúng ta nên làm những cái điều chính phủ khuyến cáo. Có nghĩa rằng là ra đường mang khẩu trang, đi vào những nơi kín bằng trong những cái, hoặc là đi tham dự những cái buổi sinh hoạt gì đó không hạn chế ở mức 10 người hay 20 người, đi trên những cái phương tiện di chuyển công cộng chúng ta cũng phải đều đeo khẩu trang vân vân. Thì đây là những cái biện pháp để ngăn ngừa có tính cách căn bản thôi, nhưng mà rõ ràng cái vấn đề bà khuyên mọi người nên đi chích vaccine khi có thể là một cái khuyến cáo mà chúng ta nghĩ rằng là cũng nhờ cái đó mà cái mức độ lây lan về vaccine, về COVID-19 nó không rộng như là những cái nước khác. Vâng, rất cảm ơn nhà báo Lưu Dân đã cùng tham gia chương trình ngày hôm nay. Đinh Nhung xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị. Vâng, xin tặng chào Đinh Nhung và xin kính chào quý vị.